mới. Chị có biết vi khuẩn đang đe dọa răng miệng của mình không? Dạ sao ạ? Vi khuẩn liên tục gia tăng không ngừng. Mời chị xem, đó chính là vi khuẩn trong miệng chúng ta và là nguyên nhân chính gây nên các vấn đề về nướu. Nhưng sáng nay tôi đánh răng rồi mà. Chị nên dùng Colgate Total giúp bảo vệ khỏi sự gia tăng của vi khuẩn suốt 12 giờ và giảm các vấn đề về nướu. Chị dùng Colgate Total chưa? Chắc chắn rồi. Để xem nào. Ồ, ít vi khuẩn hơn hẳn. Và nướu cũng khỏe mạnh hơn. Colgate Total bảo vệ khỏi vi khuẩn gia tăng suốt 12 giờ. Colgate, nhãn hiệu hàng đầu nha sĩ khuyên dùng.